Anh Bradford, 32 tuổi, bị triệu tập tới tòa về hành vi xả rác ra đường từ năm 2009 và nhận phạt 55 bảng. Ngày 25 tháng 2, Grace đã bị tòa án ở thị trấn Stockport tuyên phạm tội xả rác bừa bãi. Bản án xác định, một ngày trong năm 2009, Grace vứt túi bọc đồ ăn xuống đất thay vì cho vào thùng rác. Sau nhiều lần bị triệu tập nhưng không tới, Grace đã bị xét xử vắng mặt vào tháng 8 năm 2009, phải nộp 190 bảng Anh tiền phạt và 180 bảng Anh tiền án phí. Dù vậy, ngày 8 tháng 12 năm 2019, Grace nói mới phát hiện mọi chuyện sau khi nhận được lá thư của tòa, trong đó nhắc tới khoản nợ trong quá khứ. Tại phiên tòa, Grace thừa nhận hành vi nhưng khai trước ngày 8 tháng 12 năm 2019, hoàn toàn không biết về sự việc vì toàn bộ thư tự được chuyển tới địa chỉ nhà mẹ đẻ. Không có người nhận, những lá thư gửi cho Grace đã bị vứt đi hoặc trả lại cho người gửi. Ban đầu, thẩm phán tòa Stockport còn nghi ngờ rằng đã có nhầm lẫn về ngày giờ của hành vi vi phạm vì xảy ra từ quá lâu. Sau khi nghe lời giải thích, thẩm phán cảm ơn Grace vì đã ra trình diện và khai báo thành khẩn, đồng thời giảm mức phạt cho Grace xuống còn 55 bảng. Quốc đạt theo BBC Les Blocs Ice.